Xin chào, tôi là Joe Chang, trưởng ban khoa học, trưởng ban nghiên cứu phát triển sản phẩm của Nu Skin. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến với các bạn công nghệ mới nhất mà chúng tôi phát triển, công nghệ LumiSpa. Tôi sẽ cho bạn thấy được cách mà các nhà khoa học của Nu Skin nghiên cứu và phát triển công nghệ độc đáo này. Đối với các protein cấu trúc da, quy trình rửa mặt hàng ngày của bạn giúp tăng cường vẻ đẹp cho làn da. Thiết bị mới nhất của Nu Skin với tên gọi là LumiSpa được ra mắt lần đầu đại diện cho công nghệ này. Dựa trên nghiên cứu về tế bào da, những vấn đề về da có thể được giải quyết bằng một bề mặt silicon mềm mại có gắn những phân tử bạc kháng khuẩn, tạo nên sự làm sạch dễ dàng và sự chuyển động nhẹ nhàng, không làm tổn hại da. Một sữa rửa mặt độc đáo được phát triển phù hợp với nhiều loại da, có thể kích hoạt chuyển động tác động lên da, phát huy được hiệu quả của những thành phần dưỡng chất trong công thức độc quyền. Việc làm sạch da sẽ mang lại cho bạn một làn da mềm mại, mịn màng và trẻ hóa vẻ tự nhiên của da. Hãy để tôi nói cho các bạn về cách mà chúng tôi thực hiện công nghệ LumiSpa. Công việc thật sự rất khó khăn và nhiều thách thức, bởi chúng tôi phải thử nghiệm rất nhiều lần để tìm ra bề mặt và chuyển động phù hợp với công nghệ LumiSpa. Ví dụ, về thiết kế của thiết bị, chúng tôi đã phải thử rất nhiều lần tìm cách để tạo nên một thiết kế đầu chăm sóc có thể linh hoạt thay đổi và tìm kiếm vật liệu chế tạo thích hợp nó. Cuối cùng, sau hàng trăm cuộc thử nghiệm, chúng tôi đã tìm ra được chất liệu silicon đáp ứng một cách hoàn hảo những yêu cầu mà chúng tôi cần từ công nghệ LumiSpa. Nhưng điều đó chưa phải tất cả. Thiết kế rất quan trọng. Chúng tôi đã thử với rất nhiều dạng ga chăm sóc. Cuối cùng, chúng tôi đã tìm ra dạng thiết kế đặc biệt, một bề mặt với những rãnh, gai, phù hợp và mang lại sự chuyển động thích hợp. Sự chuyển động trên bề mặt da vô cùng trọng yếu, quyết định sự hiệu quả của công nghệ. Ví dụ, sự chuyển động của đầu chăm sóc theo một hướng sẽ không đủ để mang lại lợi ích cho làn da. Chúng tôi phải nghiên cứu và thiết kế ra một kiểu đầu chăm sóc xoay đảo theo hai hướng trái ngược nhau. Chỉ có thế, chúng tôi mới đạt được sự tiếp xúc và chuyển động trên làn da chính xác mà mình mong muốn. Chúng tôi đã thử nghiệm và đặt tên cho công nghệ độc đáo này một cái tên mà chúng tôi coi là chuyển động xoay đảo với xung động siêu nhỏ, Micropulse Oscillation Technology. Hai hướng chuyển động ngược chiều nhau sẽ massage da, kích thích tế bào da bằng những xung động nhỏ. And that's why we call it micropulse. And since it's moving in different direction, we thought using the word oscillation to describe what we're trying to do with this technology. This specific movement then on the skin surface has been linked now to the microscopic structure through a skin movement and a microprocessor. The skin looks smoother, softer, and more radiant. Sau tất cả, cuối cùng chúng tôi có thể tự hào giới thiệu đến các bạn, đưa đến các bạn những trải nghiệm tuyệt vời với LumiSpa. Bề mặt da trở nên mềm hơn, da trở nên mịn màng hơn, cấu trúc da được cải thiện, da trở nên săn chắc hơn,
da trông rạng rỡ hơn, da trông tươi trẻ hơn. Tôi hy vọng với video đặc biệt này, bạn sẽ hiểu và hứng thú với công nghệ độc đáo này. Với công nghệ từ Lumispa, da của bạn sẽ trông đẹp hơn và bạn sẽ cảm thấy mình tuyệt hơn. Xin cảm ơn.